Đây, lại có hàng Thái coi đó nha các bạn. Đó, mặt nạ luôn, ụp lưới luôn, vỏ hồng lớn luôn, không có lùm ở giữa, 6040. Đó, hàng này hàng Thái chọn bộ nha các bạn, cái dàn sớ nó cũng dàn sớ hãng luôn đó. Ở đây là Vĩnh Trung, Tịnh Biên, An Giang. Tới hai con là mà mình chỉ mới gặp có một con à. Một trong hai con là hôm trước mình có quay rồi đó. Cái này thì đang sớ tắt 2, vị này tắt nhất luôn rồi. À, dàn sớ Kubota đâu đó, dàn sớ theo máy đó, nó chung nguyên một bộ, nó là máy rồi dàn sớ rồi lam ủi và hai cái ốp lưới rồi cái mặt nạ luôn, là nguyên bộ Thái nha các bạn. Kêu gì dữ vậy ta, như lỏng gân sớ hay gì á. Tài này chạy cũng hơi chậm. Mấy tài kia thì mình thấy chạy đa số dàn nhanh lắm. Sớ ở đây đất này là đất cát nha các bạn, đất cát chứ không phải là cát pha, nó phải gọi là đất cát không, tại ở đây nó là cái dạng như là nó chiền núi rồi, nó là cái chiền núi á, cho nên cát ở trên núi nó tuôn xuống nhiều dữ lắm. Hàng Thái thì khỏi chê nha các bạn, nó lúc nào nhìn cũng đẹp hết á, nhìn cũng đã hết. Phải nói là hàng của mấy anh láng giềng này là làm mấy anh Việt Nam mình phải gọi là thèm thuồng thích thú luôn đó. 6040 Thái này cũng uy tín như 6040 Việt Nam mình thôi. Cũng máy V2403 Turbo 59BS 58HB. Chứ không có gì khác, chỉ khác là cái mắt Thái thôi. Nhưng mà theo như kinh nghiệm của một số tài chia sẻ với mình á, là lên con máy Thái chạy với xài nó sẽ khác với con Việt Nam nha. Cái này là mình xác nhận là chính xác á. Nhiều người nói rồi, không riêng gì máy cài đâu mà luôn bên cái mảng mấy cái mảng khác, mấy mảng đồ gia dụng hoặc là đồ điện tử đồ đó, xe cộ cũng vậy đó, xe máy rồi đó, thì hàng Thái nó lắp ráp trong nước nó sử dụng thì lúc nào nó cũng ngon hơn cái hàng nó xuất khẩu. Hiện tại thì mấy dòng máy cài này trong khu vực đó, thì anh Thái thì anh có xuất sang Campuchia, xuất sang Việt Nam mình với anh sản xuất trong nước. Đa số là mấy cái hàng hàng này nè, là hàng Thái không nè. Thấy chính hãng Thái đó. Và nó có thêm một số là nó xuất sang Campuchia rồi ở cửa hàng bên Việt Nam mình mới lấy từ bên Campuchia về bán nữa. Là hàng đó cũng gọi là hàng cam đó. Hàng cam các bạn nhìn vô là nó có cái tem là Export to Cambodia. Mấy cái dòng chữ hướng dẫn nó toàn là dòng chữ cam không à. Còn hàng Thái này thì nó chỉ có cái tem bách xịt chứ chữ hướng dẫn toàn là chữ Thái thôi. Con này lỏng gần sớm hay gì rồi. Cái ốp lưới đó, nó làm cho con máy ngầu lên. Cái ô này cặp cái đường đi cho nên nó không có vuông, cũng có dạng đầu bự đít teo nè. Kêu dữ rồi, cái này chắc kêu gân sớ rồi nè. À, 6040 thì bánh 16928, còn 7040 mới bánh 16930 nha các bạn. Đó, 16928 thì nó còn chống khúc trên vậy đó.
Còn 16930 là nó gần đụng cái dè luôn. Cho nên thằng 7040 á, là thực tế là nó dài hơn 6040 chút xíu, nó cao hơn 6040 chút xíu. Nhưng mà tổng thể cái body thì nó vẫn là một kích thước nha các bạn. Nó là một phọt đó. Nó chỉ khác là cái bánh 7040 nó xài bánh 30 thôi, cho nên nó cao hơn, nó nhóng hơn, nó dài hơn. Nếu đem 7040 đem so với 6040 bánh nguyên 12432 á thì nó cũng tương tự như đem so với 16930 này thôi à. Nó nhỉnh hơn chút xíu. Bánh nguyên của nó, bánh hồng nhỏ thì nó nhỉnh hơn thằng bánh 169 này chút xíu. Chứ không nhiều. Tại vì bánh 32 mà nó vỏ hồng nhỏ thì tính ra nó cũng bằng 16-9 và bánh 28 thôi. Hạ xuống 4 inch. Bóp vô 4 inch. Bù trừ thì nó dư hơn 16-9-30 này. Với 16-9-28 này thì nó dư hơn 2 inch. Lớn hơn bánh ghiền cỡ 2 inch. Nước này ngâm cũng lâu rồi, xanh nước rồi. Đê mê luôn hàng Thái lúc nào cũng vậy. Bấm đất nhiều, chạy nước thì bấm đất nhiều cho nên nó trắng máy hết rồi. Con này hình như là con gỡ tem hay gì nè. Gỡ cái tem Kubota chứ cái gỡ tem sẽ không ra hết rồi. Này đeo tạ vô nhìn còn lực nữa. Cái vàng này 2m3, 2m4 gì lần nè. Bữa anh nói rồi mình quên rồi. Đi quay ngược nắng vậy thì nó hơi khó coi nha các bạn. Nhưng mà mình hiện tại là mình có cách khắc phục, cho nên các bạn xem nó cũng đỡ hơn mấy cái clip hồi trước mình quay ngược nắng. Hai con kia là không phải Thái, hai con kia bên kia cũng hai con nữa mà hai con Việt Nam. Đồng này chỉ có hai con này Thái à. Con kia chắc con này ở nhà hay gì. Đồng này cũng nhỏ, đồng ngoài lỗ nha các bạn chứ không phải cái đồng ở trong. Quá kêu à. Kêu tạch luôn. Quá nắng rồi cha. Ngược nắng này, nắng máy còn nắng luôn người quay nữa. Ở bên đây thì khúc này nó gần cái khúc gần tràm trà sứ chứ bạn. Gần cái đường chính vô gần tràm trà sứ, cái đường du lịch đó chứ không phải mấy cái đường ngoài nha.
Ở đây hình như là Văn Giáo và Vĩnh Trung gì rồi, như là Vĩnh Trung mà bên đây là qua Vĩnh Trung hay gì. Cái đồn núi voi rồi đó. Kêu không ngừng. Giáp vòng rồi đó. Nên đi vòng bè. Xe nó quanh trước. Đó. Đã chưa? Một góc, hai góc, ba góc, bốn góc, năm góc. Ô, năm góc. Chiếc kia đâu anh? Đằng sau chân. RX220. Mười sáu chín hai mười tám. Rồi, xong.